Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị, chào các đồng chí. Rất vui gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân tuyên quang kỳ 1 tháng 10 năm 2022. Thưa quý vị và các đồng chí, trong hai ngày 12 và 13 tháng 10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, nguyên lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh các thời kỳ và 155 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 37.000 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh về dự đại hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã phát huy tốt bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quan tâm chăm lo hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hội cựu chiến binh tỉnh đã hoàn thành 9 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt như tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 98,3%, vượt 8,3%, kết nạp trên 3.000 hội viên mới, vượt 1,03%, hộ gia đình hội cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa đạt trên 97%, hộ nghèo giảm từ 11,58% xuống còn 2,79%. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang xác định 2 nhiệm vụ đột phá và 10 chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, các cấp hội phấn đấu 100% cán bộ hội viên là đảng viên, kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị, tăng hộ cựu chiến binh có mức sống khá và giàu lên 1% mỗi năm. Hội cựu chiến binh cấp huyện, thành phố xây dựng mới một mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, mỗi năm xóa 210 hộ hội viên cựu chiến binh nghèo, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức hội không hoàn thành nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của các cấp hội và hội viên cựu chiến binh tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên. Hội cựu chiến binh phải là lực lượng tiên phong thực hiện về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, chống quan liêu tham nhũng tiêu cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân, quan tâm củng cố xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 6, tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng ngày 12 tháng 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Hà Đình Khiêm, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo và các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố. Báo cáo tổng kết tại hội nghị nhấn mạnh,
10 năm qua thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, tham mưu kịp thời cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện hiệu quả nghị quyết, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, đã tổ chức 986 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 57.000 lượt cán bộ đảng viên và trên 238.000 lượt học sinh sinh viên. Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đinh Mạnh Phát, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy Quân sự tỉnh và các địa phương trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tăng cường xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, vừa qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ quý 3 năm 2022. Trong đợt này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang có 16 đồng chí sĩ quan được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 điều động bổ nhiệm chức vụ công tác mới và 2 đồng chí sĩ quan được nghỉ trở hưu. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã trao các quyết định cho các đồng chí sĩ quan. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Hà Đình Khiêm, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận những công lao đóng góp của các đồng chí sĩ quan được nghỉ trở hưu đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, việc các đồng chí sĩ quan được điều động bổ nhiệm chức vụ công tác mới lần này là sự ghi nhận sự phấn đấu của các đồng chí sĩ quan trên cương vị công tác, đồng thời yêu cầu các đồng chí sĩ quan được điều động bổ nhiệm chức vụ mới tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức tọa đàm nhận biết hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở. Đồng chí Đại tá Vương Kim Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 2 dự và chỉ đạo nội dung tọa đàm. Đồng chí Đại tá Hà Đình Khiêm, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tọa đàm. Trước khi bước vào nội dung tọa đàm, các đại biểu đã được cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 trao đổi phổ biến một số kinh nghiệm nhận biết hành vi vi phạm kỷ luật và cách xử lý. Các tình huống do đồng chí chủ trì đưa ra tại tọa đàm đã được các đại biểu sôi nổi thảo luận. Các ý kiến thảo luận đã đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và gắn với liên hệ thực tiễn của từng cơ quan đơn vị. Đặc biệt đi sâu bàn các biện pháp phòng ngừa, các dấu hiệu vi phạm, cách xử lý các tình huống khi có quân nhân có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Kinh nghiệm trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội, mối đoàn kết trong cấp ủy chỉ huy là chìa khóa để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là dịp để Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cấp ủy chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ trong các cơ quan đơn vị nâng cao kiến thức về phương pháp luận, cách thức, kỹ năng sớm nhận biết những hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn tâm lý, bất thường và kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống về tư tưởng của bộ đội có thể nảy sinh trong đơn vị. Đồng thời vận dụng linh hoạt các kỹ năng, kiến thức trong xử lý, giải quyết tư tưởng bộ đội, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua, đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi kiểm tra và nắm kết quả tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thượng Ấm, cho đến hết tháng 9 năm 2022, xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí. Để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, hiện nay cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay để xây dựng nông thôn mới, tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi,
phát triển sản xuất, tăng thu nhập của các hộ dân, tập trung xây dựng đường bê tông, xây dựng các công trình phụ trợ tại các nhà văn hóa. Phát biểu trong buổi làm việc tại xã Thượng Ấm, đồng chí đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền để nhân dân cùng góp sức, góp công trong thực hiện các tiêu chí còn lại, tăng cường giám sát các công trình đang thi công để đảm bảo chất lượng, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2022. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, trong thời gian qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, tích cực lao động giúp cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Những hoạt động đó đã góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết quân dân, đồng thời góp phần tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thực hiện hướng dẫn số 295 ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong lực lượng vũ trang quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức xây dựng kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận gắn với thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2022. Địa bàn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang lựa chọn là xã Minh Hương. Đây là một trong những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên. Hiện nay, xã Minh Hương có 8 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số, Tày, Dao, Mông chiếm trên 91%. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với việc giúp địa phương thực hiện lộ trình về đích nông thôn mới năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, tiến hành công tác dân vận bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với tình hình thực tế tại địa phương, thôn bản. Cái sự gắn kết giữa dân với lại bộ đội chiến sĩ thì rất là hài hòa, làm được những cái công việc thật là thiết thực của thôn, là về cái công tác xây dựng nông thôn mới như hiện nay thì trước mắt là nhìn thấy cái những cái con đường đã sạch đẹp, mương rãnh thì đã cống thoát thì đã tiến chuyển, với lại như giúp được dân, các hộ dân như hộ nghèo làm nhà, rồi là các hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà vệ sinh, rồi là xây dựng tường rào nhà văn hóa. Bằng gần 3.000 ngày công, hàng trăm mét tường rào cho nhà văn hóa và nhà dân được xây dựng. Hàng nghìn mét khối cống rãnh thoát nước được đào, khơi thông. Nhiều hộ gia đình được tổ chức đổ sân bê tông, xây móng nhà mới, xây lò đốt rác. Cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước. Không tin, không nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, tổ chức ăn ở vệ sinh, tránh ô nhiễm môi trường, bệnh tật. Chúng tôi đã làm tốt cái vai trò cái công tác tham mưu cho Đảng ủy Phòng Chính trị, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương để lựa chọn những việc làm thiết thực và hiệu quả nhất để góp phần xây dựng nông thôn mới cũng như là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở tại những cái địa phương, những cơ sở mà được phân công. Qua đó, cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn luôn được tỏa sáng trong lòng nhân dân. Không quản nắng mưa, với tinh thần ở đâu có việc khó, ở đó có bộ đội, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã tu sửa khuôn viên các trường học, xây dựng lò đốt rác, phát cỏ, xây kè đá, làm nhà vệ sinh theo tiêu chí mới cho nhiều hộ gia đình. Tất cả những việc làm đó đã khắc sâu thêm tình đoàn kết quân dân bền chặt,
đồng thời tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Thực hiện ba cùng với nhân dân, tích cực tham gia lao động giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng củng cố vững chắc trận địa lòng dân, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Các anh về mái ấm nhà vui, tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ. Sau những ngày vào thôn bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, buổi giao lưu văn nghệ với chủ đề Thắm tình đoàn kết quân dân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện và huyện đoàn Hàm Yên tổ chức. Đêm văn nghệ đã mang đến cho bà con xã Minh Hương 18 tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại và truyền thống quân đội địa phương. Với những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện công tác dân vận thời gian qua, đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng, củng cố vững chắc trận địa lòng dân, tô thắm truyền thống, phẩm chất cao đẹp, bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục Quốc phòng toàn dân Tuyên Quang kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.